khám phá ngôi nhà dát vàng ở Cần Thơ, kiến trúc có 102 giữa lòng Tây Đô. Ngôi nhà dát vàng ở Cần Thơ đang là điểm nóng giữa lòng Tây Đô, thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước. Cùng khám phá xem trong cung điện dát vàng này chứa đựng bí mật gì mà lại nổi tiếng đến vậy nhé! Người lên ý tưởng và cho khởi công xây dựng ngôi nhà dát vàng ở Cần Thơ này là anh Nguyễn Văn Trung. Anh chia sẻ, anh thật sự đặt rất nhiều tâm huyết và công sức vào đây, mất hơn 2 năm lên ý tưởng và 6 năm thi công công trình này. Với phong cách sang trọng mang dáng dấp hoàng gia, chắc chắn ngôi nhà sẽ cho bạn những trải nghiệm thú vị về cuộc sống của những vị vua chúa thời xưa. Thank you.
Ngôi nhà nằm trong khuôn viên rộng hơn 1.500 m², bao gồm một quán cà phê phục vụ đồ ăn, thức uống và hệ sinh thái đa dạng, các loại cây kiểng quý hiếm. Cả tòa kiến trúc này lấy tông màu vàng là chủ đạo. Thậm chí gạch men xây dựng còn là loại mạ vàng được tìm kiếm và nhập khẩu từ nước ngoài về xây dựng. Khi về đêm, với hàng trăm tấn sỏi, đá và đèn led thiết kế tinh tế, huyền ảo dọc các lối đi càng khiến con người mơ hồ như đi vào cõi tiên. Trong ngôi nhà rát vàng ở Cần Thơ được trang trí vô số những vật dụng bàn, ghế, tủ quần áo, gươm, đao, đồ trang trí đều được rát vàng. Tất cả vật dụng ở đây đều mô phỏng theo phong cách từ cổ đại cho tới hiện đại hòa quyện với nhau mang cảm giác mới mẻ, khác biệt. Không ít du khách đã phải ngỡ ngàng vì sự xa hoa nhưng không kém phần trang trọng nơi đây. Ngôi nhà rát vàng nằm cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng tầm 5 phút lái xe. Cụ thể hơn, ngôi nhà nằm gần Lotte Mậu Thân hoặc bạn đi từ Đại học Y Dược,
chưa qua cầu Rạch Mỗ. Vì vị trí thuận tiện nên từ địa điểm này bạn có thể dễ dàng di chuyển đến các khu du lịch Cần Thơ nổi tiếng khác. Ngôi nhà tọa lạc tại địa chỉ số 18, đường số 6, khu dân cư Thới Nhật 2, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.